Chào mừng người nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hòa trong không khí phấn khởi trong ngày tri ân các thầy cô giáo, chi đoàn 128 xin được gửi đến quý vị khán giả của Việt Nam chính trong tác phẩm cách mời của Ngô Tất Tố. Đây là một tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam dưới ép cai trị đô hộ của thực dân Pháp. Với sự tham gia của các bạn diễn, bạn Tường Vi trong vai chị Dậu, bạn Hoàng Hải trong vai anh Dậu, bạn Như Quỳnh trong vai bé Tí, bạn Nguyễn Trang trong vai Phụ Kim Quế, bạn Lê Quang Vinh trong vai ông Kim Quế, bạn Nguyễn Thành Đạt trong vai người hầu nhà Kim Quế, bạn Vũ Trí Công trong vai người nhà trưởng, bạn Nguyễn Quang Vinh trong vai Khai Lệ. Xin mời các thầy cô giáo và các bạn học sinh được thưởng thức. Chúng bây làm gì bây giờ sẽ theo đến để ông chờ mấy thiếu nước hồ liền. Chào bậc phụ, đường đi hơi xa, phụ thử lỗi cho ạ. À, trong nhà đấy, vào mà nói chuyện với bà. Dạ, chúng con bậc phụ ạ. Đã bảo là lấy cái gì đậy mấy con chó con lại, sao lại út cho nó một cái gạch rách như kia? Cái mồm nghe con đã lên bẩy bằng bé nhãi thế kia, cả đời chúng bay nó cứ nào nói thật. Dạ bẩm cụ, chúng con không dám nói dối, quả thực năm nay cháu đã lên bẩy ạ. Đừng giận, đừng có giỡn cho con cà kê ra đây, đẻ lắm thì bán nhiều thì tích gì. Thế mà cả vợ lẫn chồng xem xét cái mồm cho con đã lên bẩn. Lên bẩy ở bé bằng cái nhái thế kia. Chúng mày nói cho chó nó nghe à? Chúng mày không ở rổ ra ta xem chó à? Có tiếc thì em về nhà mà nuôi. Cô cháu gái cái mày mua ở đâu thế? Dạ vâng, mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con ạ. Có thế chứ, chắc là giống chó ngôn tự. Chứ nhà quê thì chó này nào cũng cung tài, ngắn mặt, mắt xinh lá để đẹp đấy. Chú định khi nào bố cháu này lớn, tụi chó mới ông chính tỉnh thì con. Làm gì có tiền đâu mà cho. Nhà 14 con chó cả thảy, nuôi làm gì nữa, cơm đâu? Tôi nuôi để nó con nhà, nuôi chó còn hơn nuôi đứa. Nhà có mười mấy con chó, nhiều gì? Cơm chó nhà bà bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Con chó đâu? Lấy cơm cho chó. Con bé kia, con lấy ra cơm ăn đi. Ăn tốt cũng được, không phải của bác. Mày không có thừa tôi chó phải không? Mẹ mày dạy mày thế đấy chứ, con danh con. Ờ, tại vì bà mày giữ cái thói quạnh đấy thì bà dần tư cái xương. Này bà bảo cho bà biết nhá, mày ăn cơm chó nhà bà không đáng đâu. Con chó nhà bà được mấy chục, còn ngươi như mày, bà chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đứng khoảnh với bà. Mẹ khốn ạ, ngồi dương mắt vào đấy không biết bảo con làm sao. Này mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ. Bà truyền đời báo danh cho mày biết, từ giờ đến mai mày phải ăn hết chỗ cơm này mới được ăn cơm khác, nghe chưa? Thế con mẹ kia giờ lấy tiền anh không?
tiền cho nó về đi. Để nó ngồi mãi đây tôi không chịu được. Đấy, tiền đấy. Không ai thèm làm thiếu một đồng nào của mày đâu. Không phải đẹp trai nữa. Số tiền bà con, bà chó, nộp hết siêu mà vẫn không sao trả thưởng được thuế cao vô trần. Nên Mai Lệ và người nhà lý trưởng cùng hổ xông vào nhà chị để đòi tiền. Xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu cùng tiếp tục theo dõi. Ông ơi! Thằng giáo hâu, thằng kia, ông tưởng mày chết từ đêm qua rồi, còn sống đấy à? Lột lốt tiền siêu mau. Anh ta lại phải gió như đêm qua. Còn một kia, mày cất tiền siêu chiều mai phải không? Ra mà tôi chuyện với ông cai. Còn ông ý nhà tao không có thời gian đâu cho mày chất đến giờ nữa. Bảo vệ tiền siêu của nhà nước đâu. Xin ai ông về thưa với ông ý cho cháu khất ạ. Mày nói cho cha mày nghe đấy à? Tiền siêu của nhà nước mà mày dám mở mồm ra xin khất à? Nhà cháu đã không có. Sợ hai ông chửi mắng cũng bị thế thôi. Xin ai ông chống lại. Nếu không có tiền siêu nộp cho ông bây giờ, ông sẽ rớt cả nhà mày. Chửi mắng thôi à? Không vui đâu mà nói chuyện với nó. Chói cổ thằng chồng nó lại. Điều gì? Cháu lăn ông, nhà cháu vừa mới tỉnh dậy. Cháu ra. Xin ông tha cho. Tha này, tha này. Đi ra. Thầy dạy bất cứ một ai ơi, nhưng họ không mơ thân điều đó.
trông kẻ ác hại dân mình. Lũ cướp sau còn gãi thiệt minh, giặc bắt muôn đời nuôi bà mộng. Người Nam văn thủ chuốc yêu linh, gây thủ đóng hải khoanh vùng cấm. Xả đồng lăng trải giết chúng sinh, cướp nước vỡ bờ nên phải trồng. Đừng mong rút cổ để yên bình. Vở kịch của chúng em sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Lên đi anh đợi.